Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố điểm thi và điểm chuẩn xét tuyển vào khối trung học phổ thông. Đáng chú ý, điểm chuẩn vào các trường tăng cao so với mọi năm. Ngày 23 tháng 6, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên năm học 2015-2016 của 9 trường trung học phổ thông là chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trường Đại Nghĩa, Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Mã Đình Chi, Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Hữu Huân, Củ Chi và Trung Phú. So với năm trước, điểm chuẩn hầu hết ở các lớp chuyên đều tăng, trong đó tăng cao nhất là chuyên Hóa học, như trường Gia Định tăng đến 5 điểm, chuyên Trường Đại Nghĩa tăng 4,75 điểm v.v. Lớp chuyên Vật lý tăng khoảng 1 điểm mỗi trường. Xét về trường thì trường chuyên Lê Hồng Phong có điểm trung bình chuyên cao nhất trong khối. Trước đó, ngày 22 tháng 6, điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông đã chính thức được công bố. Theo thông tin mới nhất từ Sở Giáo dục Đào tạo thành phố, thì năm nay có gần 14.000 học sinh trượt trường công lập trên toàn thành.